tại sao viên ngủ ngon Sleepy của Nhật Bản lại được các bác ưa chuộng đến thế, thì trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ một vài đặc điểm nổi bật của viên ngủ ngon Sleepy Nhật Bản để giải đáp cho thắc mắc trên nhé. Đầu tiên là về thành phần viên ngủ ngon Sleepy của Nhật Bản, gồm có Rafuma. Rafuma là một dược liệu quý hiếm của vùng Trung Á và những nơi ấm áp ở châu Âu. Người cổ xưa thì đã biết sử dụng Rafuma để điều trị rối loạn giấc ngủ, ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc. Ngoài ra, Rafuma còn có tác dụng tiêu độc, bổ gan, kích thích ăn ngon và tăng cường sức đề kháng. Thành phần thứ hai của viên ngủ ngon Sleepy Nhật Bản là GABA. GABA được biết đến như là một phương thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ, giúp an thần, ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Nó ức chế trung tâm thần kinh trung ương, làm giảm cảm giác căng thẳng, mệt mỏi, stress. Ngoài ra, GABA còn có tác dụng ổn định huyết áp nên các bác bị huyết áp cao đều sử dụng được sản phẩm này. Thứ hai của viên ngủ ngon Sleepy Nhật Bản là thành phần Nhật Bản nội địa nhập khẩu 100% trên dây chuyền bộ máy sản xuất hiện đại của Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn GMP của quốc tế nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thứ ba là về giá thành. Một hộp viên ngủ ngon Sleepy của Nhật Bản có giá là 580.000 cho một hộp 80 viên. Liều dùng của các bác là các bác dùng 2-4 viên một ngày, thì tính ra các bác chỉ chi khoảng 15.000 cho một ngày. Đây là một giá cả rất hợp lý, rẻ hơn so với các sản phẩm điều trị rối loạn giấc ngủ đang bán ở trên thị trường. Hàng Nhật, giá cả hợp lý thì bảo sao các bác lại không lựa chọn viên ngủ ngon Sleepy Nhật Bản đúng không ạ? Đặc điểm thứ tư cũng là đặc điểm nổi bật nhất của viên ngủ ngon Sleepy Nhật Bản là được ứng dụng trên công nghệ tương lai Picosome trong tách chiết hoạt chất. Đây là một ứng dụng công nghệ vượt trội hơn so với công nghệ nano, vì nó tách chiết hoạt chất về dạng siêu phân tử pico nhỏ hơn gấp 1.000 lần so với phân tử nano, nên hoạt chất được hấp thu tốt vào trong cơ thể con người và phát huy tác dụng tối đa hơn gấp 10 lần so với các sản phẩm nano thông thường. Khách của tôi khi mà mua sử dụng viên ngủ ngon Sleepy của Nhật Bản thì từ một hộp là đã có tác dụng ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, không còn cảm giác bực bội, trằn trọc, khó ngủ. Và khi điều trị duy trì 3-6 tháng thì các bác dường như là đã ổn định lại được giấc ngủ như một giấc ngủ sinh lý bình thường, và nhịp sống dường như đã trở lại bình thường, hiện tượng phát ban, nổi mẩn ngứa, mày đay cũng không còn nữa. Như vậy thì Soan đã tóm tắt cho các bác 4 đặc điểm nổi bật của viên ngủ ngon Sleepy Nhật Bản rồi. Nếu như các bác còn có tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc, hay là tình trạng nổi mẩn ngứa, mày đay kèm theo, thì các bác hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.